Xin chào. Ủa sao đâu chụp chị đâu? Ở đây có mua cả phần cơm ngon về cho chị rồi nè. Dạ, đây có phần ngon nữa. À, được rồi, chị cứ lên đi xa sơn lấy cái. Đó, được, sơn đã để im để chị đi, không có để im chị đi. Sơn lấy phần cơm nên mình khóa xe cẩn thận. Bước lên khó đúng không? Dạ. À, để dép ở dưới. Giờ chị lên đi ạ. À, phải quấn cả cái đai kìa. Thôi thôi được, để bọn con xách lên cho. Chị lên đi, mấy em đi sau. Để mua giùm cô một phần luôn. Ở lên trên là phải cho không chống đi được. Bé này ngoan ghê, người lạ tới là không xuống chơi. Mẹ dặn kỹ rồi. Chú chào con. Ừ. Em vô nhá chị nhá. Dạ vâng. Chị muốn về hay là ở, tụi em không ép anh chị được, mà cũng không giữ chị được. Giữ người ở lại chứ không giữ người ở đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tụi em là muốn tìm hiểu chị là để chi, để giúp chị 100% đi khỏi bệnh, để chị còn sau này cho có sức khỏe, để cho lo cho bé nó còn ăn học, nó lớn mai sau này là cái tương lai của bé nữa, chứ không phải dành riêng cho chị không. Chị hiểu ý tụi em nói không? Thì tụi em là muốn để cho một cái chuyện bệnh của chị nó khỏi đi, thì thời gian này chị khỏe thì chị mới lo cho bé được. Một mai chị có gì đó chị giờ chị không chịu cho em giúp đỡ hợp tác cho tụi em á, thì sau này chị có cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho bé? Chị nghĩ vấn đề đó. Hoặc nói này, ý của chị là cái hội ở dưới từ thiện dưới Cà Mau, họ nói là nếu mà có đơn vị khác giúp thì họ sẽ không giúp nữa, mà ý của chị thì chị muốn là đơn vị kia giúp đúng không? Dạ không, thì tại vì em muốn là em đưa con bé với hai mẹ con về dưới ở luôn. Về dưới ở luôn. Em cũng bị mấy trường hợp rất nhiều rồi, người ta nói giúp em ở dưới Hóc Môn nè, rồi ở bên quận 8 nè, nói giúp, cuối cùng cái để mẹ một nơi con một nơi. Không em thì rất sợ tình trạng đó. Rồi thì bây giờ. Bây giờ dạ. Thì ở dưới người ta nói là người ta sẽ cho hai mẹ con ở chung. Đó, rồi em ở đó thì ví dụ em phụ giúp em làm được cái gì em làm, rồi người ta sẽ cho con bé đi học. Bởi vì em thì em muốn là em yên ổn cho tới cái ngày người ta đưa em về dưới thôi. Chứ em sợ là có cái gì ở trên đây rồi cái người ta bỏ em nửa chừng. Rồi. Rồi. Nhưng mà cái hội đó thì có, theo chị thì có tin tưởng không? Chị có biết về gì về hội đó không? Dạ có. Hội đó tên là gì thế chị? Hội đó bên ở dưới Cà Mau là bên Tin Lành. Hội Thánh Tin Lành. Không, hội Tin Lành. Hội Tin Lành là địa chỉ của họ ở đâu chị biết không chị? Chưa biết. Chưa biết. Cái thứ nhất là chị chưa biết.
Còn ở đây là em với chị đối diện với nhau, cái thứ nhất. Cái thứ hai, tại sao tụi em phải giúp chị? Bởi vì sao? Bởi vì tụi em phải tìm hiểu, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng không bao giờ tách hai mẹ con chị ra. Bởi vì sao mà anh Dương nói là phải mời gia đình của chị lên đây? Bởi vì sao? Khi chị vô nhập viện thì có gia đình của chị cái giấy, đúng chưa? Cái thứ hai nữa là gia đình của chị cũng giữ được bé đấy, chứ không phải là tách ra. Chị hiểu ý em nói không? Không phải. Em hiểu ý anh rồi, nhưng mà ý em nói là tại vì cái tình trạng em bây giờ là em đang tập vật lý trị liệu. Vâng. Dạ, cho nên cái mổ thì không, nó sẽ hồi phục nó chậm hơn đó. Rồi em sẽ tập vật lý trị liệu thì trong lúc đó thì có con bé em nó ở cái bên nữa, với lại có cái gì thì em còn có thể em lo cho nó được. Chứ nếu mà em nằm em mổ thì tại vì em đã nằm 9 tháng lúc mà em bị tai nạn rồi, em rất sợ luôn. Bởi em không bao giờ em dám vô bệnh viện đâu. Lúc đó hai tay em là 24/24 là lúc nào cũng là nước biển hết, ghim đầu ghim hết luôn. Ở bệnh viện 141 Cần Thơ đó. Bởi vì em rất sợ. Bây giờ em chỉ có là đi tập vật lý trị liệu là nó bệnh chậm chậm mà, nhưng mà nó bình phục. Với lại em cái thời gian này em giống như hồi đó giờ vậy, ví dụ không có mấy anh giúp đỡ vậy dạ, thì em cũng sống qua ngày được. Mà giờ tại vì kiểu như là chị hụt hẫng được 2-3 lần rồi, nên là không có còn hy vọng vào vấn đề đấy. Cái em tóm tắt lại như thế này chị này, thứ nhất là muốn giúp chị là chị chữa bệnh, sau đó tức là giúp chị sẽ 3 việc này. Thứ nhất là giúp chị chữa bệnh để xem cái bệnh tình của chị có khả năng chữa được tới đâu. Ví dụ như là bây giờ nó đang là 10 phần, bây giờ chữa được 3 phần hay 5 phần, và cái bệnh này tốn bao nhiêu tiền, thì lúc đó các cô chú mới giúp chị. Đấy là cái thứ nhất. Thì cái giúp chữa bệnh ấy, nó sẽ phải liên quan, một là tùy chị quyết định cái cách điều trị, một là chị điều trị theo vật lý trị liệu, hai là phải phẫu thuật nếu có. Đây là em nói là nếu có nhé, còn cái cách chữa như nào là tự gia đình chị quyết định. Thì nếu như mà chị chữa mà cần phải phẫu thuật thì chị sẽ phải có gia đình của chị, là có mẹ còn sống đúng không, như chị nói vậy. Và anh chị em của chị vẫn còn ở Vĩnh Long đúng không chị? Đó, thì cái đó là mình cần phải có gia đình của chị để lên để phụ chị. Phụ chị là chăm sóc chị, chăm sóc con chị. Cái đó là thứ nhất. Thì cái cách chữa như thế nào đó, thì do chị nói chị không có tiền, nên là muốn giúp về tiền thì phải khám cho ra bệnh để biết là bệnh gì và bao nhiêu tiền, có còn chữa được không. Rồi cái cách điều trị là chữa vật lý trị liệu hay là phẫu thuật hay dùng thuốc hay là làm thế nào, thì cái đó là các bác sĩ họ mới nói cho mình biết được. Chứ em thấy chị đi rất là đau đớn. Đấy là giúp về vấn đề thứ nhất. Giúp chị một vấn đề thứ hai là chị giúp chị có công ăn việc làm. Ví dụ như là chị vẫn cứ tiếp tục đi bán vé số, hay là chị làm một cái công việc gì khác cho nó phù hợp với cái khả năng của chị, là hai. Giúp cái vấn đề thứ ba là có thể con bé nhà chị này sẽ nhận được cái học bổng từ lúc nhỏ cho tới lúc ví dụ như một vài năm chẳng hạn. Đấy, thì mỗi một năm học phí là bao nhiêu tiền đấy, thì các cô chú sẽ giúp. Ví dụ như là sẽ gửi theo tháng, một tháng là em nói ví dụ như là 2 triệu cho con bé đi. Vì bây giờ thì tụi em sẽ nhờ các cô chú ở các cái quỹ học bổng đấy để giúp cho bé nó đi học cho tới lúc mà nó không học được nữa thì thôi. Thì cái học đó ở đâu cũng do là chị quyết định. Bọn em chỉ cần coi cái, ví dụ nó đi học thì cuối năm nó có kết quả cho bọn em cứ 6 tháng lần cho em, bọn em coi cái học bạ, nghĩa là bé nó vẫn đi học. Còn cái trường là chị tự quyết định, chị học ở thành phố hay học ở quê hay học ở đâu là do chị quyết định. Thì có 3 cái cách đó. Thì nếu như mà em giúp chị thì em sẽ giúp theo cách như vậy. Còn thì chỉ ngược lại là chị cũng hợp tác với em là cũng phải cho tụi em biết là giống chị ở đâu, rồi thân nhân của chị, rồi gia đình chị có đồng ý hay không. Đó, thế thôi. Còn nếu mà chị không muốn cái cách em vừa mới nói thì tụi em sẽ thôi rút lui, không giúp chị nữa.
để cho cái hội Cà Mau họ giúp. Thế còn em cũng tính là là vì bây giờ ấy, nếu như mà giúp chị một số tiền mà không giúp chị cái hướng lâu dài ấy, thì nó chỉ được chốc lát thôi. Tức là ví dụ giúp chị 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, xong đó bệnh của chị vẫn còn, rồi con của chị nó cứ leo lóc theo chị. Thế còn những cái nơi khác mà họ hứa thì em cũng không biết như thế nào. Nếu mà họ làm đúng thì rất là tốt, còn nếu mà họ không làm đúng như thế thì nó qua mất cái cơ hội đi. Đấy. Cái này anh tắt đi để em nói cái này. Dạ, rồi em tắt nhé. Em cũng biết cái hội này. Không, thôi thì bây giờ nếu như mà chị muốn thì đấy, em có cái đề nghị như vậy. Là thứ nhất là nếu mà mấy anh sợ chiều mai, tại vì chiều mai là thứ hai, là cái cô này á là bên Đại học Y Dược, cổ sẽ dẫn em đi khám. Mà nếu mà mấy anh sợ thì chiều mai có gì em gửi lại kết quả cho mấy anh coi, bệnh tình của em. Còn em thì em muốn là em ở tới tháng 6 ổn định, em không bị cái gì hết, để người ta đưa hai mẹ con em về dưới nó. Tức là ý của chị vẫn muốn là theo hội đó, đúng không? Tức là chị ý nói chị người theo đạo nên chị không thể bỏ đạo để dưới những người ngoại đạo giúp, đúng không? Dạ, không phải. Đúng. Em nghĩ là bên đạo hay không thì họ cũng phải mở, giống như họ thoải mái giúp mình, như là ai giúp cũng được chứ đâu mà giúp, thì càng nhiều người giúp thì nó càng có thêm nguồn lực chứ sao lại hơi bó hẹp. Người ta giận mình. Lạ nhỉ? Em thấy lạ, em thấy bất ngờ. Tại sao người ta mình... nói là tại sao mà lại lên được nhà, biết nhà này kia. Cái nó không, cái chú này, tại vì con quen chú này nhờ quen hai ông bà. Vâng. Nó là hai ông bà thương con lắm. Đó, rồi hai ông bà cũng biết mấy năm nay rồi. Đó, thì biết được cái chú này qua hai ông bà. Rồi chú này giúp. Không, cả dạ, cá nhân em thấy như này này, càng nhiều người mà giúp chị thì mình càng mừng, bởi vì cái này nó là chung tay. Thực sự bây giờ cũng chưa biết cái bệnh tình của chị nó như thế nào khi mà chị không khám ra. Ví dụ như em nói, giả sử của chị bác sĩ bảo bây giờ phải thay lá gan, em nói ví dụ nhá, cái khả năng thành công nó là bao nhiêu và nó hết bao nhiêu tiền? Chưa chắc, có khi một hội chưa giúp được thì phải nhiều mạnh thường quân mới chung vào giúp chị được. Thì chị nhắm thấy bây giờ cái khả... Đó, em bị tai nạn là bị vỡ lá gan, là phải cắt lọc gan. Vậy bây giờ gan là cắt hết rồi hay sao? Cắt lọc gan. Cắt lọc gan. Dạ. Còn cái xương, chị nói xương... Là gãy cái ba sườn, như là gãy cái đốt xương khung. Gãy... Nó có ba sườn số mấy không chị? Ba sườn số 3, số 4. Gãy ba cái xương sườn số 3, số 4 với gãy xương khu. Nhưng mà vậy về cái xương nó lành rồi chứ đúng không? Lúc đó thì là em mổ là cắt lọc gan, cho nên bác sĩ nói là nằm im thì xương mình nó sẽ tự lành được. Dạ. Nhưng mà phải nằm im điều dưỡng. Nhưng mà em thì sách nặng rồi này kia, cho nên nó càng... Nó tác động. Thế bây giờ thế này đi, theo em này nhá, mà để em có ý kiến này nữa là xem chị đồng ý không. Bây giờ em nhắc lại một lần nữa là nếu như mà tụi em giúp chị đấy thì sẽ giúp thứ nhất là mặt chữa bệnh này, giúp thứ hai là về mặt nghề nghiệp, giúp thứ ba là giúp bé học. Cái chữa bệnh đấy thì chị phải có thân nhân để cho thân nhân họ lo. Còn chị chữa ở đây hay ở quê, em nghĩ ở đây thì sẽ tốt hơn. Để cho chị cái bệnh ví dụ đang 10 phần mà chị tiêu được 2-3 phần cho nó đỡ mệt hơn thì cái điều đó là em mừng. Còn bé con là chị học ở quê Vĩnh Long hay học ở đây thì cái việc đấy cũng là chị quyết định, hay học ở Cà Mau đâu thì chị quyết định, em không có can thiệp tới. Thế còn nếu trong trường hợp mà chị vẫn muốn ở cái, chị nói chị người theo đạo, chị theo cái bên kia một cái hội nào đó họ giúp, mà em thấy bây giờ thì dịch bệnh là hết rồi đó, mà tại sao lại dịch bệnh hết nhưng mà các hội thánh người ta chưa cho thì nếu mà chị theo em như thế này này, thôi được rồi, nếu mà chị không muốn bên em giúp chị chữa bệnh, cũng không muốn giúp con học hành, thì em sẽ giúp chị bằng cái cách như thế này.
Chị không đi bán vé số, tức là từ nay, tức là trong tháng 5 và tháng 6 mỗi tháng giúp chị là 5 triệu để chị có đủ tiền ăn, chị không cần đi bán vé số và chị có đủ đóng tiền phòng. Rồi chị, tức là chị nghỉ dưỡng để chị đợi cái hội kia. Đó, vậy thôi thì chỉ giúp chị tối đa số tiền là 10 triệu. Thì chị không phải đi bán vé số. Thế thôi, còn sau hết tháng 5, hết tháng 6 mà hội kia họ giúp chị thì chị về Cà Mau thì thôi, coi là mình chia tay nhau từ đây. Đó, còn nếu mà họ không giúp chị thì lúc đấy tùy theo ý của chị như thế nào thì em sẽ giúp chị thêm. Nhưng mà khi mà giúp chị thì có thể có mấy cách như này này, tức là mỗi một tháng sẽ gửi chị 5 triệu để chị không phải đi. Chị đi làm một tháng có được dư hơn 5 triệu không? Không. Đó là anh vừa nói là cho chị cái cách đó là cách bỏ 2 tháng để mình giữ sức, để khi sau này bên cái hội kia có giúp chị mà nó rơi vào cái tình trạng để mổ á thì cũng có, chị cũng có được cái sức khỏe đó. Chị hiểu ý hai anh em nói không? Em hiểu, nhưng mà nếu mà mổ em chắc em không mổ. Không, bây giờ thế này này. Em chỉ là sẽ tập chị vật lý trị liệu thôi mà em không dám vô cái bệnh viện, em sợ lắm rồi. Thật thì thế này đi, cứ tức là sẽ giúp chị 2 tháng để chị không phải làm, chị vẫn có tiền trọ, vẫn có tiền ăn cho bé để đợi cái hội kia. Đó, thì cứ đưa vào xem nào. Thì chị biết cái địa điểm quán cô Tư rồi đúng không? Yeah. Cái chỗ quán cơm đấy thì bây giờ nếu mà chị ở đây thì cô bán, chị thinh tính là chị muốn mua, tự mua đồ ăn hay là chị ra đây lấy đồ ăn? Đi ra cô Tư đi về hết 15.000 xe ôm. Thế còn ở đây có chỗ bán đúng không? Ở đây thì em tự bữa anh cho gạo, dạ. Là cô Tư cho gạo, còn em ăn đủ. Thì coi đấy, thôi cứ giúp chị trong vòng 2 tháng thì em sẽ gửi tiền chị là mỗi một tháng là 5 triệu. Đợi đến cái hội kia xem hết tháng 6, coi xem là nếu mà chị về được thì lúc đấy nếu mà có ai giúp chị thêm được chút nào thì sẽ gửi thêm gửi thêm cho chị để chị về quê. Chứ cứ em không biết cái cách nào hơn nữa. Nếu mà trong tháng 6 đó bên họ kia đã giúp chị ok thì tụi em vui rồi, coi như là em với chị ba người không có gì với nhau để gặp, để giúp chị đến nước đường cuối. Còn bên kia giúp được thì là ok, nó khỏe, là cái niềm vui của tụi em thôi. Nhưng mà em tin bên kia giúp, tại vì bên kia cũng đã dẫn em đi khám rồi. Rồi. Dẫn đi khám rồi về. Bên kia hôm qua dẫn em đi khám rồi, người ta cũng dẫn, nhưng mà người ta cũng dẫn em đi khám. Rồi người ta về dưới người ta nói là ráng đi, tại vì chính quyền chưa cho mở lại hồ tâm. Thế nhưng mà em chỉ hỏi là dưới bên kia thì họ vẫn kia, hàng ngày chị vẫn phải đi cực nhọc cực khổ, thế thì họ không đưa tiền cho chị để họ chị xài à, để cho đỡ phải mất rồi, đỡ phải đi bán vé số. Bên kia người ta không có biết, người ta chỉ là muốn là đưa hai mẹ con về dưới hỏi nguyện vọng, thì em nói nguyện vọng thì người ta đưa hai mẹ con về dưới. Không thì như này này, em có số điện thoại của chị rồi đấy. Ví dụ như một tháng thì sẽ gửi chị nhưng mà bây giờ gửi tiền chị thế họ có đồng ý không? Dưới cái hội Cà Mau họ bảo đừng có ai cho đứng nhận hay sao? Không, anh đừng có quay để cho người ta biết người ta dẫn. Nhưng mà em không quay thế thì sao? Mạnh Thường Quân, tiền không phải của em. Em tiền... nói chị dễ hiểu nè. Mạnh Thường Quân giao tiền cho anh Dương. Nếu như bây giờ anh Dương giao cho chị mà không quay á thì không thì ai không biết bằng chứng bên kia người ta nói, không biết anh Dương có giao tiền cho chị hay không. Cái nhưng vấn đề chỗ đó như vậy là anh phải nói rõ giùm em là cái tiền này là anh giúp em đợi cái hội. Thì đây tiền này là giúp để đợi hội. Dạ. Còn hội thì nãy tụi em nói như vậy mà. Cái tiền giúp là đợi hội thì liệu hội có giận chị không? Không, hội lại đổi ý thì cuối cùng nếu mà chị theo hội mà đổi ý sợ lại không giúp chị nữa thì thôi mà em xin rút lui ngay từ bây giờ. Thì chị tính sao? Thì bây giờ anh cho em cảm ơn, mà anh làm ơn anh nói giùm em là cái này là anh sẽ giúp em để trong thời gian này em đợi cái hậu. Đúng.
giúp mà để em không phải cực nhọc đi bán vé số nữa. Đúng như vậy. Dạ, thì anh, em vẫn nói như vậy mà. Anh sẽ nói. Thì em nói. Em không có nói thì em nói người ta không tin, ta tưởng là chắc là em. Bây giờ chị có số của bên kia để em liên lạc luôn được không chị? Chị dạ. Chị có dám cho số bên kia em liên lạc luôn không? Thì không thì bây giờ chị hỏi bên kia là bây giờ có anh Tuấn Dương ấy, kênh Sài Gòn Ngày Nay, bây giờ muốn giúp tôi 2 tháng, mỗi tháng là 5 triệu để chờ hội, khi nào hội có quyết định thì tôi về mới hội. Thế còn bây giờ tôi cũng mệt quá, tôi muốn nằm nghỉ, mà bây giờ nằm nghỉ để dưỡng, để chờ hội, thì hội có chịu không? Hội đồng ý thì tôi sẽ nhận cái số tiền là trong 2 tháng là 10 triệu để hai mẹ con tôi sinh sống chờ đến ngày hội đón chúng tôi về. Đấy, đúng rồi đấy. Thì chị liên lạc với người ta đi một tiếng, không có, ví dụ giúp xong cái họ bảo tự dưng ông kia cho bà tiền, tôi không giúp bà nữa thì lại uổng phí cái công sức của Mạnh Thường Quân, mà uổng phí cái sự chờ đợi của chị. Thì chị thấy sao? Thì chị liên lạc với bên kia trước nhé. Chị liên lạc với các cô chú trước. Em sẽ gọi hỏi ý. Chị hỏi ý, bảo bây giờ nếu mà có Mạnh Thường Quân giúp con là trong vòng 2 tháng, mỗi tháng 5 triệu để con dưỡng ở phòng trọ, con không phải đi bán vé số, thì sau đó khi nào hội, sau hết tháng 6 mà hội đón con về thì hội có đồng ý không? Và nếu hội đồng ý thì con xin nhận số tiền này để con bớt khó khăn. Thì chị cứ hỏi như vậy đi, anh Dương chỉ là nêu ý kiến cho chị thôi. Nếu mà bên kia đồng ý thì em vẫn nói chuyện là sẽ tiền giúp cho chị thôi chứ không phải là gì đâu. Còn nếu mà bên đó không đồng ý, bảo nếu mà bà mà nhận 5 triệu là thôi đấy, bà nhận 10 triệu là thôi, tôi không giúp bà đâu, thì tụi em sẽ nói Mạnh Thường Quân là thôi để cho hội, vì bên hội Tin Lành Cà Mau à, hội Tin Lành Cà Mau giúp, vì là họ không muốn nhiều người giúp vào thì họ không thích, thì không phải là ý em nãy giờ, không phải là họ không muốn nhiều người giúp, nhưng mà ý em tại vì người ta lại người ta nói là đưa lên cái clip này là có nhiều người giúp rồi thì không có cần người ta nữa. Không, hiện nay là chưa có ai, chưa đâu. Em không biết, nhưng mà hôm qua người ta nói vậy đó. Với em cũng em đâu có cái điện thoại gì đâu, bởi em không có biết là trong đó nó nói cái gì, bởi em không biết. Không thì nói cái gì thì em nói với chị như nào thì nói như vậy thôi, chứ không có ai nói gì hết. Em chỉ nghĩ chị nghe như thế này, giống như chị, anh Dương đang quay chị ở đây nói chuyện sao nói y như vậy, y chang vậy, không có gì thay đổi. Thì Mạnh Thường Quân cũng đang quan tâm tới chị, cho nên là tụi em phải làm theo cô chú anh chị bên đó. À, đi hỏi khảo sát coi chị đó ý nghĩ như thế bé nào. Bé vô ăn cơm biết, con. Cô chú anh chị biết. Có cơm. Để đi giúp chị. Con ăn cơm. Con uống coca. Chứ là nói đây mà khi mà thành video rồi đâu có sửa được là nói đâu chị. Không bao giờ sửa được. Nha, nhưng mà trong cái fan mà cô chú anh chị để đang quan tâm tới chị á, nên là nhờ anh Dương là khảo sát chị lại để coi cái ý của chị như thế nào. Để hai anh em còn diễn biến được để cho cô chú anh chị kia biết là ý nghĩ của chị như thế nào đó. Chứ không phải gì hết. Chứ là nói trong video thì không bao giờ sửa được. Chứ rồi ở gia đình chị cũng không muốn là tụi em đưa về quê nữa à, đúng không? Chị cũng không muốn tụi em đưa về quê nữa, sợ bắt cóc à? Tại vì em cũng bị mấy lần. Thì lên cái Sài Gòn em bị rất nhiều. Thậm chí em bị cái con bé đó nó tâm thần nhẹ, nó bắt cóc con bạn gái em. Không, chị có hay rồi chị có kể rồi, thế chị có hay gọi điện về nhà cho người thân không? Dạ, cũng có. Rồi em hỏi thăm mẹ. Mẹ chị có biết tình trạng của chị không? Dạ, biết, nhưng mà mẹ chị giấu mẹ đi bán vé số. Em không dám nói, em nói sợ mẹ buồn. Không dám nói là mình bị tai nạn á? Không, mẹ biết tai nạn chứ. Em không dám nói mẹ là em bị bán vé số. Bởi vậy đó, nên là tại sao mà hai anh em hỏi chị đó là để liên can có kêu gia đình lên là như sao? Nếu như em hai anh em có vấn đề gì thì không có cần phải hỏi gia đình của chị làm gì. Nhưng mà hai anh em vẫn nêu ý kiến để cho gia đình chị có mặt
khi giúp chị. Đó là vấn đề lớn nhất. Chứ không phải là tụi em làm ngang bừa mà không gia đình mình không biết. Em phải cho gia đình biết, gia đình mới lên. Đợt đó là hồi tháng 9 năm ngoái, cũng có cái cô đó, cô ngồi cô ăn ốc ở trong cái hẻm Nhật Tảo. Dạ. Cô nói là cô sẽ giúp để đi mổ, rồi đi chụp hình, đi làm này kia. Rồi cả tháng không thấy gì hết, gọi điện không bắt máy. Rồi xong rồi cái gặp bữa đó là vô tình gặp cổ ăn ốc, hỏi cổ, cô nói người ta chưa trả lời. Mà lúc mà cổ chưa dẫn mình đi khám thì cổ nói là nhiều người giúp lắm này kia, cổ giúp nhiều người lắm á. Rồi xong cái cổ trốn đi. Em nói chuyện thế này này, bên em với hai anh em là nói là khi nói là làm, nhưng mà với điều kiện là phải gia đình chị biết. Thì gia đình chị ok là bên em sẽ tiến hành làm liền, chứ không phải, không phải đợi. Chị hiểu không? Không có đợi ngày nào hết. Nếu chị gật đầu như cái ý kiến của tụi em đưa ra đó, thì cô chú anh chị sẽ chuyển hướng là làm giúp cho chị ngay bây giờ, chứ không phải là đợi 1, 2 tháng hay 1 năm hay 3 tháng gì đó. Không có, không có vấn đề đó nha chị nha. Chị nhớ kỹ. Tại vì bên đây, bên anh là ngoài xã hội nó khác, còn bên đây bên cái hội tin lành. Thì đó em không thì ép chị, chị muốn nghe nghĩ như thế nào? Phải có... Eo hẹp là bị chính quyền. Cho nên chính quyền bây giờ người ta chưa nhận cho những người lạ. Dạ. Ở dưới chưa cho người lạ về dưới cái vùng đó. Vậy thì tôi chốt lại thì ý chị muốn sao giờ? Em nói tràng giang đại hải thế thì chị tóm gọn lại rồi chị cho em biết cái hướng của chị để em giúp chị, hay là thôi mình chia tay nhau từ đây, chị tính sao? Thì nếu mà mấy anh giúp em thì em xin mấy anh một tháng mà cho em xin tiền nhà để em nằm đây, rồi trong tháng 6 thì người ta lên á rồi em về. Thế là chị chỉ muốn xin 5 triệu thôi hay sao? Dạ. Thì có chị có phải hỏi những người kia không? Thì nếu anh cho em thì anh phải nói trên đó để người ta biết là ở dạ. Đây là người ta giúp. Vậy. Và để cho trong lúc đợi mở cửa lại hội thánh. Thì em phải... tính sai cho chị chút nữa. Thí dụ như bây giờ chị ở tháng 5 mà tháng 6 ngày nào, nhiều khi là 1 hay tháng 7 họ mới lên giúp chị, thì tháng 6 chị đâu mà chị tiền chị xây. Chị nên nhớ kỹ nha. 4-5 thì đóng tiền nhà chắc 4-6. Em không có biết. Cái chuyện đó là thí dụ như nhiều khi chị đó người ta bận công việc gì đó, rồi người ta không có lên đủ cái tháng 6, trong cái ngày tháng 6 đó để rước chị, mà người ta lọt qua tới 1, 2 hay là 3 hay là 5 cái tháng 10 ở tháng 7 thì người ta mới rước chị được. Thì trong cái tháng 6 đó chị lấy đâu ra để bù vào cái phần mà mình ở cái tháng 6 đó? Chị nên nghĩ sẽ kỹ khi mình em biết rồi, nhưng mà em chỉ xin tạm 1 tháng thôi. Dạ. Em tại giúp thì đâu có ai mà giúp hoài. Yeah. Đúng rồi. Cho nên em xin tạm 1 tháng rồi đó, em đợi người ta lên. Chứ thôi giờ thế thì chịu thế cho chị thôi. Thì bây giờ thôi, cứ trước mắt là giúp chị 1 tháng trước, rồi sau đó thì nếu mà họ không ấy thì sẽ giúp tiếp chị 1 tháng kế tiếp, đúng không? Yeah. Về. Chứ em cũng không dám nhận nhiều, nhận nhiều sợ. Nhận nhiều sợ mất công, nhận nhiều để dành nhưng mất công thì. Nhưng mà nhận nhiều người ta nghĩ khác. Về. Chú cho con, cho chú hỏi con có thích nhận tiền nhiều không? Con bé hả? Nhận tiền nhiều không? Trốn luôn, mất cỡ rồi. Nhưng mà nhận tiền nhiều thì mình có đồ ăn ngon mà con. Đó giờ đâu bây giờ mà có mấy chú, tại ba nó mất từ nhỏ cho nên chỉ có mẹ thôi. Với lại bây giờ thì biết được thêm một bà dưới cũng tội lắm. Dạ có, em lấy có hỏi thăm bà. Bà đó là cùng quê với em. Châu Đốc cùng quê với em, không xa nhà em luôn. Nhà em lỡ tới nhà bà thì chưa đầy 5 phút. Tính trong vòng phạm vi là 5 phút luôn đó. Làm là xẹt tới nhà bà ngay. Đấy, em cũng cho lại số điện thoại của bà khi nào em có đi ý kiến là để bà về quê. Thì muốn trị liệu với em sẽ giúp ở dưới. Đấy, em có trao đổi với bà nãy rồi. Thì hôm bữa em cũng nói là có cái chú bên từ thiện mà không gặp được bà. Nếu gặp được bà con cũng xin với chú giúp cho bà.
Nãy có tặng bà cái phiếu để bà đi nhận quà rồi đó. Thế còn nếu mà bà muốn về quê thì bà em sẽ giúp bà về quê và bán vé số ở quê. Và cũng có chỗ, theo như Sơn nói là cũng có chỗ chị vật lý trị liệu miễn phí ở quê luôn, cho bà đỡ phải đi lên thành phố. Bây giờ bà đang đi theo tập cái gì mà của bên Hàn Quốc á, mấy cái cục đá. À cái đó không sao, cái đó muốn có thể mua luôn tại nhà, cho mình làm tại nhà luôn. Dạ, thì đó bà đang lấy dán cục đá đầy cho. Rồi. Cho nên là ví dụ mà em đi chỗ nào mà người ta cho cơm á, thì em hay xin thêm để về. Bây giờ thôi chị ơi, thế này đi, em nói này. Hôm nay là thứ chủ nhật. Thứ năm tuần tới 3 giờ chiều tụi em phát quà ở chỗ quán cô Tư ấy, chỗ hai ông bà mà chị nói quán cơm ấy, thì mời chị ra đó. Thì bây giờ thứ nhất là chị nhận cơm, thứ hai là em sẽ trao tiền cho chị, số tiền là 5 triệu đồng. Theo như ý của chị đó. Dạ. Được không? Chị chịu không? Thứ năm. Coi như là chiều thứ năm 3 giờ. Là chiều thứ năm chị ra đó. Chị sẽ nhận quà và anh Dương sẽ trao số tiền như chị đã nói lúc nãy. Đó, chiều thứ năm chị sẽ nhận số tiền là 5 triệu. Thì để chị dưỡng ở nhà, không phải đi bán vé số để chờ hội. Còn nếu mà hội tiêu hết cái số tiền 5 triệu đó rồi mà hội vẫn không lên thì gửi chị thêm tháng nữa, lại chờ hội tiếp. Đó. Gửi chị tiếp tháng thứ 6 đó. Đó là kế tiếp tháng thứ 2 là rơi vào tháng 6. Còn nếu mà sau tháng thứ 6 mà không không có thông tin nữa gì thì thôi, đến lúc đấy thì mình tính tiếp nhá. Thì lúc đó được không chị? Mà chị có thay đổi ý kiến gì thì chị nói. Rồi. Rồi được. Thì hy vọng là sẽ không phải có tháng thứ 6 nhá. Dạ. không phải có tháng thứ 2 chứ. Lâu dạ. Không thì nếu mà thế nó hết dịch rồi, nó nếu mà đúng theo nguyện vọng của chị thì em cũng mừng thôi. Mà họ nói chung là nếu mà ai giúp được chị thì cũng rất tốt, thì mà em rất là cảm ơn, nhưng không sao cả. Thì bọn em sẽ dùng cái số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp chị để em đi giúp những cái hoàn cảnh khác, không sao đâu. Càng có nhiều người thì càng tốt, chị em không có hẹp hòi cái chuyện bảo là người khác giúp rồi mình không có vào giúp, cái điều đấy là không đúng. Thì em không muốn là mọi người ăn bánh vẽ hay là cứ nghe cái hứa rồi cuối cùng họ không thực hiện thì em bắt hai mẹ con em cầm cái bông bì gì nè đứng chụp hình luôn đó. Yeah. Mà cái cô đó mặc áo đầm đi xe màu xanh tay ga. Yeah. Mà kêu chụp hình đi. Rồi ngay ngã tư Tân Khai với Đỗ Ngọc Thạnh. Cái đó là mấy cái fan mà hay làm trên trên Facebook ấy, để lừa tiền á. Bắt em chụp hình mà mặc đồ đẹp lắm á, cái cô đó cô đẹp lắm. Dạ. Cô đẹp lắm. Bắt hai mẹ con chụp hình. Thôi được rồi, hôm nay chị không cần gì cả, có sẽ gửi chị 5 triệu. Chỉ cần chị nói là tôi đã nhận đủ 5 triệu, thế là xong, được rồi, không có phải chụp hình để đăng báo gì cả nhá, được không? Bây giờ kết thúc lại là thứ năm chị gặp với hai em ở đó với quán của Tư nha. Chị có nhớ chưa? Okay. Vâng vâng. Chiều thứ năm 3 giờ. Con vào đây chú Bảo. Thứ năm hai mẹ con cùng đi nhá. Thứ năm hai mẹ con cùng đi ở quán bà Tư lúc là 3 giờ chiều. Con nhắc lại chú nghe nào. Thứ năm ba giờ chiều. 3 giờ chiều. 3 giờ chiều. Ở quán bà Tư. Ừ, đúng rồi. Rồi nhé. Thôi nhé, giờ em về nhá. Rồi vậy em cảm ơn chị nhá, chào chị. Chú chào con nhá. Chào. Lát xíu đây này. Con vào này, bà Tư, bà có làm cơm của quán bà Tư làm ấy, chả cá với lại trứng úp la. Bà có lon Coca nữa. Hồi nãy bà làm đấy, chú xin để cho con. Tính tay bà Tư làm cho con đấy. Con cảm ơn bà Tư. Ờ rồi, chào con nhá. Rồi thôi em chào chị. Em chào chị nhá. Rồi chú chào con nhá. Hàng ngày như thế có đau không chị? Đi lại còn đau không? Dạ con. Thế chị chịu như thế đến bao giờ? Nằm một chỗ thì nó có đau không? Nằm một chỗ thì nó không. Đợt vừa rồi á, mấy anh cho này với lại cũng nhiều người cho em nằm nhà hơn 10 ngày luôn. Em đi thì nó nhẹ, nó không đau. Nhưng mà đi ngày 2 ngày đó là sụn là đi hết. Dạ.
năm chừng nửa tháng đi lại thì nó nhẹ. Thôi rồi, thì đấy ít nhất là trong tháng 5 sẽ giúp chị đấy, chị cứ yên tâm. Thứ năm chị ra chị nhận tiền giúp em nhá. Thế còn những ngày khác chị có đi vật lý trị liệu hay là tùy chị như thế nào thì tùy chị. Đấy, em cảm ơn. Dạ. Con có cần phải nhìn vào bản cửu chương không? Con chỉ nhớ cửu chương 1. Con nhớ cửu chương 1, con đọc giúp chú nào. 1 x 1 bằng 1, 1 x 2 bằng 2, 1 x 3 bằng 3, 1 x 4 bằng 4, 1 x 5 bằng 5, 1 x 6 bằng 6, 1 x 7 bằng 7, 1 x 8 bằng 8, 1 x 9 bằng 9, 1 x 10 bằng 10. Đúng rồi, cảm ơn con. Thế một bảng chủ chương 2 con nhớ được tới đâu, còn đâu thì chú nhắc nào. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 20. Đúng rồi. Chưa đi học mà rồi. Học được như vậy rồi. Là khá đấy. Bản 3 nào con nhớ không? 6. 3 x 3 bằng 9, 3 x 4 12, 3 x 5 15, 3 x 6 18, 3 x 7 21, 3 x 8 26, 24. 24. 3 x 9 27, 3 x 10 30. Đúng luôn, rồi giỏi quá. Về con thử bản 4 nào. 4 thì chưa nhớ lắm đâu. Con cứ nhớ được đến đâu xong chú nhắc nào. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8. 4 x 3. 4 x 3. 4 x 3 12. Đúng rồi. 4 x 4 16, 4 x 5 20, 4 x 6 24, 4 x 7 28, 4 x 8 32, 4 x 9 36, 4 x 10 40. Đúng rồi. Bản 5 con có nhớ không? Yeah. Rồi, quá giỏi. Bản 6 con nhớ không? Chưa học. À, con chưa học. Thế còn các con bảng chữ cái thì con đọc được không? Bảng chữ cái 24 chữ ấy. A B C con có nhớ không? Chị nhớ được có 3 chữ. Thôi bây giờ con hát cho chú nghe một bài nào. Bài gì con thuộc, con thích nhất? Con mèo con. Con mèo rồi. Con hát đi. Rồi con ca tiếp đi. Mèo 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 rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm chẳng được mẹ thương, hăng mặt đau mà ngồi liếm mép, đau mắt rồi lại khóc mèo mèo. Cảm ơn con. Chú tưởng là đau mắt rồi lại khóc hu hu chứ. Khóc hu hu đúng không? Dạ. Con còn nhớ bài khác không? Con biết múa không? Con chưa dạ học. Thôi chú chào con nhá. Rồi con nhớ là thứ năm 3 giờ chiều. 3 giờ chiều ở đâu con nhỉ? Quán cô Tư. Đúng, chính xác. Nhớ nhắc mẹ nhá. Rồi thế con có thích mua đồ chơi gì không? Con thích đồ chơi gì không? Vậy chú mua đồ chơi đất nặn cho con được không? Chú tặng cho con nhá. Để con thích đồ chơi đất sét đúng không? Đây là để hôm đấy chú sẽ mua, chú tìm chú mua đất nặng cho con nha. Rồi chú chào con. Rồi chào hai mẹ con nhá. Rồi thôi em chào chị nhé. Các bạn ơi, vô tình gặp một bà cụ già, không biết bà làm gì đấy ta. Chắc là lát xíu thì bà sẽ nhận cơm quá. Đó, như bà đang hỏi chống gậy hỏi mấy cô chú ở đây. Có vẻ dáng đi cũng khá mệt.
Đó, không biết bà đi đâu đây ta. Tuấn Dương thấy bà vừa đi vừa nghỉ á. Cô đi hẳn lên trên, đi ra ngoài, đi lên lề này cô này. Dạ. Chị ơi. Lấy cho mẹ. Cái này con lấy cho mẹ. Tại vì đây chị bị làm sao? Người ta cho con sách không nổi. Sách không nổi á? Giờ thuê xe ôm cho chị đi, chịu không? Đêm không có mà đi xe ôm. Thế chị làm nhà chị ở đâu? Muốn ở gần đây chứ. Chị làm nghề gì ấy chị? Lúc trước bán vé số mà bây giờ thì mình đâu có bán vé số, đâu có ăn đâu. Bây giờ không mà thế vậy chị đi đâu ấy? Đi vòng vòng cho con bé ăn. Chị có mấy đứa con? Một chứ. Một. Thế con chị bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Chị không đứng thẳng được à? Lúc trước bị đụng xe. Dạ. Bị vỡ cái lá gan á, với lại bị cái xương thu á. Cho nên đi thì đi gần vào đây được không? Đi gần luôn. Thì không sao mà đi nhiều á là nó sụm. Đi nhiều luôn. Thế bây giờ có ngồi xe lăn đâu? Đi ngồi xe lăn thì bên cái chỗ muốn chợ ta không cho chỗ. Tại vì không có chỗ người ta nó vướng á. Vướng á? Vướng chỗ. Đây chị ngồi vô đây, ngồi vô đây nhá. Vô đây hỏi thăm. Chị đi vòng vô đây. Đi vòng vô chị. Lên được không chị? Rồi đi sao lại tay để bám quần sao? Sợ nó tuột quần này sao? Nhức lưng á? Chị ngồi đi chị. Chị ngồi được không? Đây là thoát vị đĩa đệm mà. Các chị đã có lẽ vậy đâu mà. Hỏi chị tôi coi. Hỏi chị coi. Cũng cho tiền chị hoài đi. Chị bị cái gì? Anh biết không? Trước con bị đụng xe chứ. Bị vỡ cái lá gan á. Đụng xe vỡ lá gan. Gãy cái đốt xương khô. Gãy cái đốt xương khô rồi nó. Với lại bị gãy cái ba sườn. Mà lúc đó mổ cắt lọc gan á thì bác sĩ nói là mình nằm yên á thì cái xương mình nó tự lành được. Nhưng mà đâu có tiền đâu mà nằm chứ. Đi hoài riết. Gái nào cũng đi vậy? Dạ. Cái dịch này con cho nó ở nhà rồi chú. Con gái là bao nhiêu tuổi? Dạ, 6 tuổi. 6 tuổi là đủ đi đây cho anh. Lần nào đi ngang đây là không nổi. Bạn mới đi, bà đi không nổi. Đi không nổi tới đây. Cái này thuốc này chị đi, đây là cái gì đấy chị? Dạ, cái này là quà bên chỗ 126 Hồng Bàng người ta mới cho chứ. À, quà 126 Hồng Bàng mới cho. Thế chị tên là gì chị ơi? Dạ, Linh ạ. Chị Linh nhá, chị năm nay nhiêu tuổi chị? Dạ, 40 chứ. 40 á? 40 tuổi còn trẻ đấy mà đã... Quê chị ở đâu? Dạ, ở Vĩnh Long. Vĩnh Long, thế còn ông xã chị làm gì? Anh bị đụng xe lúc đó. Chồng bị sao? Đụng, hai vợ chồng đụng xe lúc đó qua đời. À, chồng chị bị đụng xe xong mất luôn rồi. Giờ còn mình chị nuôi con gái. Dạ. Thế chị làm chính là nghề gì? Dạ, bán vé số. Bán vé số, thế đợt vừa rồi mình nhận tiền hỗ trợ vé số chưa? Dạ, không có chú. Sao không có?
đâu có cái gì đâu. Nó lấy cái gì không có tiền. Nói gì nhiều lắm. Nói là hỗ trợ gì có thấy gì không? Cái gì mà một ngày được 50 mà có thấy cái gì đâu. Thế thì mấy ngày qua là làm gì để sống? Thì đi làm hàng ngoài đường đó, mấy người ta thương người ta cho rồi cái dành dụm đem về cho con nó ăn. Bữa nào mà thì gỡ khẩu trang ra cũng được, gỡ khẩu trang nói cho rõ. Có đồ ăn ngon á là phải làm đem về liền cho mấy ăn. Là mình cứ đi ngoài đường thấy ai cho gì thì có đồ ăn ngon thì mang về cho con. Rồi cô tặng chị cảm ơn cô đi. Chị bỏ khẩu trang ra cũng được chị. Chị đút tiền vào túi ra đi. Thế bây giờ có cách nào để chữa bệnh không? Dạ, bây giờ thì con đang tập vật lý trị liệu chú. Bây giờ mà mổ thì được, nhưng mà mổ nó không phải chăm con bé mà cái chi phí nó cao lắm. Bởi vì giờ cái tiền này đi tập vật lý trị liệu, rồi lớp đóng tiền nhà nữa, rồi lớp bé nó học nữa. Cái bố nó đâu? Dạ, anh bị tai nạn lúc đó qua đời rồi con. Hai vợ chồng bị tai nạn, xong đó chồng chết luôn. Chỉ còn con. Dạ. Con thì 40, bé nhỏ thì 6 tuổi. Thế không còn bà con gì hả chị? Dạ còn, nhưng mà đâu có khả năng đâu chứ. Con thì năm từ năm bao nhiêu giờ mà hôm trước giờ để ra lặng này? Dạ. Mấy năm rồi? Thì lâu chưa? Dạ được gần 4 năm. Gần 4 năm. Bây giờ chủ yếu chỉ đi bán vé số thôi. Dạ. Nhưng mà đi này sao không kiếm cái, bây giờ nếu anh giúp em cái xe lăn được không? Dạ, xe lăn thì ngay cái chỗ con ở người ta không có cho chú. Chứ lại leo lên ngồi đẩy không có sức đẩy. Không có sức đẩy á? Có cho xe lăn rồi chú. Nhưng mà lọt xuống cái này cái là không có đường ra. Mà con bé nó leo xuống thì nó đẩy không có nổi. Mà cho nó lên ngồi chung thì con không có sức mà con đẩy nó luôn hai mẹ con. Con có xe lăn rồi nhưng mà không có, bởi vì người ta thấy vậy biết người ta này không cho. Đi đây hoài à, nhiều năm lắm rồi mới đi vậy đó. Biết là biết vậy thôi, cô không có biết ở chỗ nào. Nhưng mà em có, ví dụ em có cho em tiền em có phải nộp cho ai không? Có bị ai chăn dắt gì không? Không chú. Mẹ con ở bên đây nè, ở chung với lại mấy cái chỗ vé số đó chú. Nhưng mà lúc trước thì con muốn cái giường, nhưng mà từ có cái dịch này con sợ cái muốn cái gác lụng á leo lên 10 bậc thang, thì cho con bé nó ở trong đó rồi sáng nấu nồi cơm gì đó, bữa nào có gạo thì nấu, còn không có thì ấy rồi đóng cái phòng lại. Đây chú mời chị chai nước rồi. Rồi rồi, có mở được không? Chị có mở được không? Rồi đây, để cô nhờ mở dùm. Cái nhà phòng trọ ở chỗ nào? Dạ, ở phó cơ điều. À, phó cơ điều. Rồi rồi. Phó cơ điều là bên nộp bên cho ai là cho chị? Nộp gì á? Ý là giống như là có bị ai đi xin này về hoặc có ai bị ai lấy tiền không? Không á? Tại vì ở đây mấy chú này biết. Mấy chú này biết. Là hai mẹ con nó có gì bữa nào lúc trước á không có dịch á thì đi xin ở đây có tiền á mua cho con bé, hai mẹ con ngồi ở bên đường ăn chơi bên đường. Thôi giờ thì cứ thỉnh thoảng thì qua đây nếu mà có cơm từ thiện thì ăn cơm nhá. Thì hôm nay đài có phải đi lấy thuốc gì không? Dạ, tới chiều mới có tiền đi đi mua đâu? Cái chai rượu thuốc. Mua chai rượu thuốc làm gì chị? Mua chai rượu thuốc xa cho nó đỡ đau. Đỡ đau quá. Với lại tập một lít chị lại uống. Bây giờ cho chị tiền chị có nhận được không?
chị có nhận không? Cho chị tiền chị nhận không? Nhận nhá. À, từ từ không có gãy lưng giờ. Để cô tự mình chỉ đỡ cái ghế dùm cho cô thôi. Để ngồi đứng lên ngồi xuống cũng khó à. Phải xem sao chứ giờ. Giờ 40 tuổi mà như thế này thì thêm vài tuổi nữa sao sống. Ráng. Mày lấy xe xuống chở con còn nhỏ quá. Con bỏ này vô đây được không? Anh để xe hẳn xuống dưới đường đi anh. Anh để xe xuống dưới đường. Rồi mày xe đấy. Rồi rồi nào, leo lên xe đi. Đợt vừa rồi nhờ có ông cho được thùng mì với lại gạo với lại chao đồ á. Hai mẹ con ăn tới giờ. Ừ. 40 tuổi mà đi hơn bà già 80 tuổi à. Đó, lên xe rất khó nha các bạn. Rồi ôm bác xe ôm chưa? Có cần ôm không? Ôm ông xe ôm chứ để ngồi thế lao người xuống dưới đất đấy. Rồi bác xe ôm cứ chạy từ từ thôi nhá. Trời ơi, cô ngồi